xin trân trọng kính chào ban giám khảo, quý thầy cô cùng tất cả các bạn đến xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Ngọc Bảo Anh, năm nay em vừa tròn 10 tuổi. Em đang học tập tại trường Cơ học Kim Đồng, một ngôi trường xinh đẹp và nổi bật giữa lòng thành phố rực rỡ, văn minh, hiện đại, hài hòa. Em luôn cảm thấy tự hào khi em được học tập và sinh hoạt với mấy trường Kim Đồng thân thương. Với ước mơ được trở thành một phát thanh viên, nhưng mà 2023 em đã bỏ lỡ cơ hội đến với cuộc thi. Em là phát thanh viên người thứ nhất, nhưng không vì vậy mà em bỏ cuộc. Và trong thời gian qua, em đã luôn cố gắng rèn luyện mỗi ngày về kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin trước đám đông. Để ngày hôm nay em đã có cơ hội đến với cuộc thi. Em là phát thanh viên năm 2024. Đến với chương trình này, em muốn trước hết mình có thể chứng minh bản thân, khắc phục những khuyết điểm, được học tập, trau dồi những chiếc bạn và đặc biệt có thể tỏa sáng với niềm đam mê của chính mình. Cuối lời, em xin cảm ơn đã phát thanh truyền hình Kim Giang cũng như ekip tổ chức cuộc thi. Em là phát thanh viên năm 2024 đã xây dựng lên một chương trình rất hay, ý nghĩa và nhiều bổ ích cho chúng em và những khe này. Em xin kính chúc sức khỏe ban giám khảo, quý thầy cô cùng tất cả các bạn đang xem đài. Và em là Bảo Anh, xin chân thực kính chào và hẹn gặp lại.